các phẩm chất, giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay. Là nội dung trọng tâm được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được quán triệt tại Hội nghị cán bộ triển khai kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Hội nghị diễn ra sáng nay, ngày 24 tháng 3 năm 2022, theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện, xã, với tổng số gần 280 điểm cầu, hơn 12.300 đại biểu tham dự. Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán dự tại điểm cầu cấp tỉnh. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, người cán bộ không chỉ là yếu tố cốt lõi trong hệ thống chính trị, mà còn là nơi gửi trọn niềm tin của nhân dân. Chú trọng chất lượng, phẩm chất cán bộ chính là chăm chút cho lòng tin của nhân dân với đảng bộ và chính quyền. Với nhận thức đó, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tự giác rèn luyện bản thân, luôn tiên phong gương mẫu học tập, vận hành những phẩm chất, giá trị cốt lõi về sự tận tụy, lòng trung thành, nguyên tắc 3T, tức là tâm, tầm và tài. Sự đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, phải tạo được lan tỏa, thẩm thấu trong cả hệ thống chính trị, thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc. Chỉ phải quán triệt cho bằng được các cái giá trị, các cái phẩm chất mà rất cần trong giai đoạn hiện nay. Rất cần mỗi cán bộ đảng viên chúng ta, mỗi người là một cái bông hoa trong cái vườn hoa, để làm sao cho cái vườn hoa ấy nó nở, nó ngày càng xanh tươi và nó đa sắc màu, và giúp cho cái tỉnh ta phồn vinh, và đặc biệt là thực hiện được cái khát vọng là đến năm 2025 là chúng ta giữ vững cái vị trí dẫn đầu về kinh tế vùng đồng bằng sông Long, và đến năm 2030 là vào tỉnh khá của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiếp đó, đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi trọng tâm của kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, triển khai quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc, tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải thực sự là công bộc của dân, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin mà Đảng và nhân dân giao phó.